Anh vậy mình thấy cái cây huyết long này có quen không? Cái cây này hôm trước là em tạo drama và cả nước biết em luôn, đó là cây này đó anh chị. Một cây huyết long khổng lồ ha, trị giá 10 triệu ha. Và nó bị gãy cái ngọn và nay là nó vẫn chưa trôi luôn. Nhưng mà anh chị mình coi cái ngọn gãy nè. Ngay chỗ những cái phần thân dưới là nó đang sưng nụ cực kỳ nhiều luôn á. Đây anh chị. Đây, đây. Quá trời luôn ha. Còn cái ngọn lớn bên đây thì nó đang lên hai vòi nữa mà chưa hết nha. Coi cái mầm gốc nè. Vô cùng mập mạp luôn, siêu đẹp luôn ha. Mình bỏ qua cái chậu này đi các anh chị ha, mình đừng quan tâm tới chậu này. Tại vì hôm nay em có một cái dòng hấp dẫn hơn cho các anh chị. Với cái size chậu thì nó sẽ nhỏ hơn, nó sẽ bình dân hơn để cho các anh chị mình sưu tầm. Mình muốn làm chậu huyết long xưa tác phẩm ha. Đây đây, cây hoa nè. Size chậu hôm nay em giới thiệu cho các anh chị mình là phi 25. Một cái mức giá sẽ rất là yêu thương luôn cho anh chị nào mình muốn sưu tầm dòng huyết long xưa và mình đang có ý định làm một cái chậu tác phẩm khổng lồ như vậy đó. Chuẩn hoa huyết long xưa luôn các anh chị ha. Thân lá rất là đẹp và hiện tại những cây này là đã được nhà vườn trồng thang toàn bộ cho các anh chị luôn. Việc của mình là chỉ việc mua về mình treo lên và mình kích hoa làm hoa tết thôi. Một chậu huyết long xưa như thế này thì hôm nay em sẽ chia sẻ cho các anh chị mình với mức giá là 300 ngàn thôi và em sẽ bao phí vận chuyển ha. Thang rất đều đẹp và lựa cho các anh chị mình những cây điều hướng. Toàn bộ những cây này đều đang lên mầm và cũng đang chuẩn bị nhú vòi rất là nhiều. Nên anh chị nào yêu thích dòng huyết long xưa muốn làm chậu tác phẩm đẹp thì mình có thể liên hệ hoặc là mình để lại bình luận phía dưới video các anh chị ha. Em sẽ lựa cho mình những cây đẹp nhất trong vườn.